Alo, xin chào mọi người. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ khui hộp cái camera 4G nhé. Camera 4G thì mình mua ở trên Shopee là 716.000 đây. Bây giờ chúng ta sẽ một phần là mình sẽ là ghi lại video này để xem là cái camera này nó chất lượng không. Một phần là review cho mọi người xem, nếu mà ok thì chúng ta có thể sử dụng, tại vì camera này nó rất là rẻ. Camera này thì sử dụng ngoài trời được ha. Đó, một phần là ghi lại video để nó có gặp lỗi gì thì chúng ta có thể là gửi cho bên shop nó xử lý. Đó. Cỡ ra thôi, xem ok thì mang vào trong dãy trong chòi để chúng ta gắn. Đó. Đây, nó tặng kèm cho một cái hộp gọi là hộp kỹ thuật. Hộp kỹ thuật đây là cái thiết bị được tặng kèm này. Rồi thứ hai là cái chúng ta xem này, tiếp theo là cái camera này. Đó, chúng ta xem và kiểm tra thử luôn ha. Rồi đây là cái camera, chúng ta sẽ mở ra xem này. Đây. Ồ, cái camera này khá to. Đầu tiên là có cái mấy cái núm này gì đây, đấy đây đấy đây. Rồi cái hộp kỹ thuật thì nó có cái phần để cái gì đây, cái adapter à, cái adapter. Rồi cái tiếp theo là sách hướng dẫn này, rồi cái đồ để chúng ta ghim vào trong tường này, và cái camera thì khá to mọi người ạ, nó to hết rồi đấy, và camera thì to kinh điển luôn. To kinh điển, 700 mấy nghìn mà nó to kinh điển này. Đó, 32 cái đèn led. Đó, thì đây có hai cái dâu 4G. Đó, có hai cái dâu tức là nó có thể sử dụng wifi được luôn đấy, đúng không nhỉ? 4G là nó phải có chỗ gắn cái sim. Gắn sim như nào để mình sẽ xem. Đây đằng sau này là thẻ nhớ này. Đó. À đây, chỗ có chỗ gắn sim và thẻ nhớ luôn ở đây. Đó, gắn sim và thẻ nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ test thử ha. Thì để mình sẽ lấy cái sim 4G ra ha. Mình cũng đã mới mua cái một cái sim 4G của bên VNPT là 399.000. Rồi. Đó, gắn sim và thẻ nhớ vào ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bây giờ tiến hành là cấp điện cho nó. Tạm thời chúng ta để đây như thế này. Xem nó cấp điện chưa? Sáng sáng điện chưa? Đó, nó chớp lên một cái. Đó, có điện này, có điện rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt. Cài đặt thì chúng ta xem là nó sử dụng cái, xem nó hướng dẫn này, chúng ta xem cái hướng dẫn. À đây, quét cái mã này, nó sẽ quét cái mã ha, quét cái mã để vào. Chúng ta sẽ quét cái mã này, cái mã mà nó gửi kèm này, để chúng ta vào cái phần mềm tiến hành là tải cái ứng dụng xuống để cài đặt. Ta quét cái mã. Đó, bắt đầu nó xoay. Đó. Chúng ta sẽ tải cái ứng dụng mà nó khi chúng ta quét cái mã này xuống nha. Đó, mình cũng chưa xem người ta hướng dẫn thế nào, chúng ta làm luôn. Chủ yếu là xem cái camera này nó có ok chất lượng không, thì để cho mọi người có thể tham khảo để mua, chúng ta có thể cho vào dãy. Hello, xin chào mọi người. Thì lúc nãy mình lúc sáng là mình đã nhận cái camera Yosi để 4G, và mình đã khui hộp và kết nối cũng như là cài đặt cái ứng dụng Yosi vào trong máy. Thì sau đó thì mình đã mang nó vào vườn để mình gắn nó lên. Đó, thì bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem là cái camera này nó chất lượng không, mà phù hợp những ai có thể sử dụng cái loại camera này nha mọi người.
Thì ở đây mình sẽ bật cái camera lên và cho mọi người xem cái chất lượng hình ảnh. Thì lúc này là gần 6 giờ tối rồi, thì mọi người xem là cái chất lượng hình ảnh về ban đêm tối tối nó như thế nào. Đây, thì mọi người nhìn thấy cái hình ảnh đó, mình đã zoom zoom to lên, mọi người xem hình ảnh. Đây là buổi tối nhá, buổi tối rồi, nó cũng có sầm sầm tối rồi đấy. Thì đó mọi người xem đó, ta xoay hướng này, có thể xoay là 360 độ được đấy. Thì cái phần cài đặt cái camera đấy cũng khá là đơn giản thôi. Mọi người cài đặt cái ứng dụng, đăng ký tài khoản, sau đó thì chúng ta quét cái mã, hướng cái điện thoại vào cái camera thì nó sẽ tự động nhận diện và kết nối rất là dễ dàng. Thì cái camera này nó có khá nhiều chức năng. Thì cái chức năng thứ nhất là mọi người thấy đây là nó có thể là xoay 360 độ. À, nó có thể bay xoay 360 độ. Ở đây chúng ta dùng cái 4G nên là cái tốc độ loát của nó cũng sẽ hơi chậm. Đó, đây mọi người có thể. Đó, trắng đen này. Nó sẽ tự động là hiện trắng đen nha mọi người. Đó, bật đèn sáng lên thì chắc nó sẽ là. Đó, bật đèn sáng lên thì nó sẽ sáng nha mọi người. Đấy. Đó, thì đó cái chất lượng hình ảnh mọi người nhìn thấy ạ. Khi ở vào cái ban đêm thì nó tự động trắng đen như vậy này. Đó, nó tự động trắng đen như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ xoay qua cái hướng mà nó có ánh sáng nhiều, nó không bị che bởi cây thì nó sẽ sáng ban ngày. Đó, nó sẽ tự động chuyển màu. Đó, mọi người thấy đây. Thì nói chung là chất lượng hình ảnh nó cũng tương đối. Có thể là đàm thoại này, nói alo 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 đó, thì có thể nói alo, đồng thời chúng ta có thể nghe cái âm thanh bên đó. Nó có âm thanh ở bên bên dãy đó. Ví dụ mình nói này alo 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 đó, thì có âm thanh ở bên luôn. Đó là mọi người có thể xem đây, lúc này là khoảng gần 6 giờ tối rồi nhé. Gần 6 giờ tối này thì nó có chức năng ghi hình này, rồi đàm thoại này, rồi nghe âm thanh này bên kia kìa. Sau đó thì ở phần thêm thì nó sẽ có phần xem lại video này, phần báo động này, có ánh sáng tức là bật cái đèn sáng lên. Đó. Vân vân. Đó, có mình chỉ gắn có đúng camera lên nên không xem nhiều camera. Xem nó sáng không? Đấy, nó sáng rồi, bật có đèn rồi, nó sáng rồi này. Đó, nó buổi tối là nó tự động trắng đen. Đấy. Rồi, ngoài ra thì cái phần ở trong phần cài đặt này thì mình thấy nó có cái phần một số những cái thiết lập cài đặt. Ví dụ như là báo động theo dõi đối tượng này, rồi loại báo động này, đó, rung chuông ở độ nhảy bao nhiêu này, cao này, thấp này. Đó. Trung bình, độ nhạy lớn và đây, đó, để cái độ nhạy cao này, đó, thấy người nó sẽ rồi chất lượng định dạng hình ảnh âm thanh này, ghi lại ở chất lượng như nào, âm thanh như nào, hình ảnh như nào. Thì cái này mấy cái phần này thì chúng ta thiết lập thôi. Ở đây chủ yếu là cho mọi người xem cái chức năng cũng như là cái video thực tế của cái hình ảnh thực tế của cái camera này. Thì khi mà cái camera này có một cái điều là mọi người thấy đây, cái chất lượng cái hình mà xét về xa thì nó sẽ không có xa, nó không có được nét lắm nha, nó không được nét lắm đấy, nó không được nét bằng là so với những cái camera khác. Nó bù lại là nó thuận lợi ở chỗ nào, tức là ở trong dãy thì chúng ta không thể nào mà gắn một cái đường mạng riêng, nó rất là tốn kém. Chúng ta sẽ dùng một cái sim tầm 50 ngàn một tháng. Ở đây mình mua một cái sim là 400 nghìn là 12 tháng thì tha hồ dùng. Đó, mỗi ngày được 2 GB là dư sức để chúng ta có thể dùng được cái camera này. Đó, đó là cái thuận lợi là như thế. Thứ hai là cái đối với cái camera này thì độ nét nó không được cao. Đó, độ nét nó không được cao thì đó là mọi người xem xét trong việc sử dụng.
nhưng mà tầm 10 mét thì ok. Nói chung là để chúng ta xem dãy xem vườn để yên tâm hơn, xem có ai vô không. Chứ còn nếu mà để soi chi tiết ấy, thì chúng ta cần phải có những cái camera mắc tiền hơn, tại vì camera này chỉ có 700 nghìn thôi. Đó, có 700 nghìn thôi thì nó sẽ không được sắc nét lắm, thì về độ sắc nét thì nó không được sắc nét lắm, tầm 10 mét là ok. Còn zoom lên thì nó sẽ không được sắc nét. Đấy, zoom lên này. Thì nói chung là mình nhận xét thì thứ nhất là nếu mọi người mà muốn mua một cái camera mà muốn nó sắc nét đẹp mà lại rẻ tiền, chỉ có 700 nghìn và có thể là sử dụng sim 4G được, thì cái camera này nó không được nét lắm, tầm 10 mét trở lại đây. Mọi người có thể xem như vậy nếu mà chúng nhu cầu chúng ta xem như thế này, để xem cái dãy xem vườn của mình để mình yên tâm, thì chúng ta hoàn toàn để sử dụng cái camera này. Thứ hai, cái tiện lợi thứ hai là nó không có cần phải kéo mạng, tại vì kéo mạng nó sẽ rất mắc tiền. Chúng ta chỉ cần mua một cái sim tầm 400 nghìn một năm, sử dụng 4G một năm là chúng ta thấy là sẽ rất là tiết kiệm trong cái việc mà sử dụng cái wifi, nó cắm thẳng vào. Và cái camera này thì vẫn có thể là sử dụng wifi được, vẫn sử dụng wifi và vừa sử dụng wifi vừa sử dụng 4G được, nếu mà chúng ta có wifi. Đó, nó thuận tiện cho những cái nơi mà không có internet, không có internet mà có 4G. Để xem này. Này, camera lúc mình về mình gắn thử này. Đó, mọi người thấy là lúc về gắn gắn thắng thử ở nhà này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho vào cái khoảng lúc buổi chiều mình gắn vào này. Xem lại thời gian buổi chiều. Đó, đó mình là lên mình gắn cái camera đó, mọi người thấy không? Nó ghi lại luôn. Đó, hình ảnh buổi chiều. Rồi lúc đây. Đó, mình lên gắn cái camera đây. Đó. Rồi mọi người thấy là nếu mà nó ở phạm vi tầm 50 mét thì rất khá là sắc nét nha. Nhìn rõ được khuôn mặt luôn. Đây, đó mọi người thấy không? Đó. Ok. Bởi vậy là chúng ta vẫn có thể bảo vệ được những cái đồ đạc của ta ở trong dãy. Ok, thì đó là cái review của mình về cái camera Wi-Fi 4G với mức giá là 700.000. Sử dụng nói chung là để chúng ta đưa quay quan sát dãy cũng như quan sát những đồ đạc mình ở trong những cái nơi mà mình không có mặt ở đó thì khá là yên tâm. Đó thì mọi người lựa chọn, còn nét thì nó sẽ không nét, tức là chỉ trong phạm vi tầm 10 đến 10 15 mét đổ lại thôi thì ok, còn xa quá chúng ta zoom lên hay là chúng ta nhìn thì nó cũng sẽ không được rõ người lắm. À, ok, thì đó là cái chia sẻ của một cái người dùng, mình trực tiếp mua về dùng thử. Thì mọi người thấy ok thì có thể là mua dùng, phù hợp với những người mà muốn mua để đưa vào dãy, đưa vào những cái nơi mà chúng ta có thể quan sát được những thiết bị ở trong phạm vi từ 15 mét đổ lại. Ok, bye bye, chúc mọi người thành công, bye bye.